mệt ghê á, cái thím Tư này sùm hết trơn á trời à. Bực bội à, phải qua nói chuyện với thím này mới được. Dòng sông mênh mang quá thì tao cái gì vậy trời, thím ca là một cái là bài chó bên nhà tôi nó sủa sùm hết trơn à. Thím nghĩ sao mà thím ca rô kê vậy? Chị tức cười quá, tôi ca trong nhà tôi mắc mới gì qua tới nhà chị. Sao đâm quá vậy, thôi đưa đây. Thím Tư ngộ quá. Ủa thôi tắt đi. Chị mắc cười quá, chị qua đây để nói cái vụ karaoke thôi đó hả? Tôi qua đây nhưng mà thôi, sẵn là mở kiếm cho tôi bà câu vọng cổ rồi, cho tôi ca câu vọng cổ đi. Thôi đi, tự nhiên qua nói tôi đã rời cái dành ca tôi thế đi. Trời, thì lâu lâu tôi qua thì thím nhường giùm tôi gái đi, bám giùm tôi câu vọng cổ thôi. Thôi, ở trên đây không có vọng cổ. Chị Bảo ơi, chị Bảo. Trời ơi. Ủa? Hai người, em đi ngang ruộng của chị, thấy ruộng của chị bị ngộ độc hữu cơ. Bị ngộ độc hữu cơ hả anh kỹ sư? Ủa? Trời ơi, vậy mà. Tôi mới làm lúa một bữa mà sao tự nhiên giờ bị ngộ độc là sao? Trời ơi, đúng là do chị đó. Do tôi á. Chị tranh thủ chị cắt lúa trước Tết nè rồi xạ lại để ăn Tết cho nó khỏe. Trong khi đó gom gạ tàn dư á, còn ở dưới ruộng á chưa kịp phân hủy hết, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc hữu cơ. Bây giờ ruộng của chị nó bị ngộ độc hữu cơ mà chị không lo, mà chị ngồi đây chị dành ca hát cái gì nữa. Bởi vậy hát dở thì lo cái chuyện ruộng lúa đi, suy nghĩ tới chi cái chuyện mà làm nghệ sĩ không biết nữa. Thôi vừa cái chị nín đi, mắc cười quá. Nguyên cái ruộng lúa, đúng rồi, bị ngộ độc hữu cơ luôn hả? Chị á, sau này á, chị gieo xạ lúa là chị phải gieo xạ theo lịch khuyến cáo của cơ quan chức năng, không có tự lọt sọt gieo xạ như vậy đó. Người ta gieo xạ lúa theo cái lịch né rầy đó, chị gieo xạ chị thích cái chị xạ, chị xích chị xạ để chị ăn Tết cho nó khỏe. Rồi bây giờ tiềm ẩn nguy cơ bị rầy nâu tấn công giai đoạn lúa nhỏ nè, rồi giai đoạn lúa lớn của chị là có khả năng bị vàng lùng lùng xoắn lá. Trời ơi, sao mà lúa nhỏ lúa lớn gì cũng bị từ lưa hết trơn vậy? Kỹ sư, chị giờ giúp tôi sao mà cho ruộng lúa tôi nó trở lại bình thường đi, chắc chết à. Đi Tết Nam chứ không có lúa ăn, không có tiền ăn Tết chắc chết à. Ruộng của chị ha, bây giờ nha, là chị phải sử dụng các cái chế phẩm sinh học để mà dọn dẹp cái tàn dư rơm rạ ha. Sử dụng cái phân hữu cơ ngay đầu vụ để giúp cho cái lúa phát triển tốt. Ngoài ra từ đây cho tới sắp tới, trong quá trình ăn Tết chị cũng phải đi thăm ruộng thường xuyên để kịp thời phát hiện dịch bệnh. Không có làm vậy nữa nha chị. Tôi nhớ rồi. Trời ơi, sao cái chị mà nghệ sĩ để qua một bên đi, có lo cái chuyện ruộng lúa của mình đi. Thím Tư ơi, trời khổ quá, tím hát đâu có hay gì đâu, hát để cho tôi nè. Gì vậy, tôi hát thấy còn có hơi có hám, có cự ngữ có điệu hơn chị. Em có tin vui báo cho hai chị nè. Tin vui là gì? Chú Hai á sẽ tổ chức cái tiệc tất niên cho sớm mình vào ngày mốt đó, thì chú sẽ tổ chức cái cuộc thi hát giữa sớm củi nè, sớm lở nè, sớm dừa, sớm bồi. Em thấy hai chị có năng khiếu ngang, bây giờ hai chị đi gặp chú Hai đăng ký văn nghệ đi. Thôi tôi đăng ký liền ngay đây luôn. Đâu có, đi gặp chú Hai để đó tôi đi. Nhớ giải quyết cái ruộng trước khi đi hát đó. Hai chị sắp xếp đi, em đi về em có một chuyện. Em đi gặp chú Hai. Rồi. Cảm ơn chú kỹ sư nha, qua nói trước đăng ký liền trước giùm cho. Dạ. Cảm ơn kỹ sư nha. Cái vụ lúa là tôi làm liền rồi, tôi cũng đăng ký liền luôn cái vụ hát nha. Nói nghe nè, lo vụ lúa đi, vụ hát để cho chị nghe, chị đăng ký trước nghe. Bà con à, chúng ta cũng nên chú ý hiện trạng là xạ liên vụ, xạ chạy Tết nhé. Ở một số địa bàn đó là sau khi thu hoạch vụ đông xuân sớm, nhiều bà con mình tranh thủ xuống giống, từ đó gặp những khó khăn như là rơm rạ chưa kịp xử lý gây ngộ độc hữu cơ nè, rồi bị rầy nâu tấn công khi cây lúa còn nhỏ, làm tăng nguy cơ bị vàng lùng lùng xoắn lá. Để khắc phục những khó khăn trên á, thì khuyến cáo bà con mình sử dụng những chế phẩm sinh học để mà xử lý rơm rạ, đồng thời là bón lót phân hữu cơ để tăng chất dinh dưỡng giúp cho cây lúa hấp thu và phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Đồng thời là nhớ thăm đồng thường xuyên để mà kịp thời phát hiện dịch hại bà con nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Atoniku Nihon no Asahi Kozo Deno Seihin desu. Sản phẩm chính hiệu Nhật Bản. Atonic ra rễ cực mạnh. Atonic trổ bông đồng loạt. Atonic quăng bông nặng hạt. Chỉ có Atonic có logo ABC mới là sản phẩm chính hiệu Nhật Bản. Atonic chính hiệu Nhật Bản. Xuân tưng bừng cùng ABC, 20 năm mang đến sự tốt lành. Khi bà con nông dân mua hết 400XC, bùm 650WB, Atonic 1.8XL sẽ có cơ hội trúng 6 giải nhất, mỗi giải 200 triệu đồng tiền mặt.
39 giải nhì, mỗi giải là một xe Honda E-Blade và hàng trăm ngàn giải thưởng khác. Chờ gì nữa, mua hết bơm Atonic ngay để đón thần tài ADC nhé. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bước.